Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Tuần này cô và các em sẽ bước vào tuần thứ 7, chủ đề sống yêu thương cùng đoàn kết tương trợ, tích hợp bài 5 yêu thương con người và bài 7 đoàn kết tương trợ tiết thứ 2. Và sau đây là tiến trình bài học. Cô và các em cùng bước vào tiến trình đầu tiên, đó là khởi động. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở tình huống thứ nhất. Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy. Trung bị ốm, phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu em là Thủy, em sẽ làm gì để giúp Trung? Và sau đây là gợi ý đáp án của cô. Nếu em là Thủy, em sẽ thăm hỏi sức khỏe của bạn, giúp Trung ghi chép bài, giảng lại bài cho bạn, động viên bạn để bạn mau chóng lành bệnh. Và những việc làm đó thể hiện sự thông cảm, chia sẻ, và đó là những việc làm cụ thể để giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tiến trình thứ hai, đó là khám phá. Ngày xưa, ở nhà nọ có hai anh em sống rất hòa thuận với nhau. À, cha đã về. Hôm nay cha câu được nhiều cá quá. Thời gian thấm thoát trôi đi, hai anh em lớn lên, mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Nhưng cũng từ đây, ghen ghét, đố kỵ dần nảy sinh, khiến cho anh em ngày một xa cách. Mình này, hôm trước tôi có nghe lỏm được hai vợ chồng của Út tính chuyện chia gia sản. Vợ chồng nó bàn sao? Vợ chồng nó tính bảo với cha chia gia sản làm hai phần bằng nhau, mỗi nhà một nửa. Trong khi mình dù gì cũng là con trưởng trong nhà, vừa chăm sóc phụng dưỡng cha già, vừa lo hương khói cho tổ tiên. Vậy nên tôi thiết nghĩ khi chia gia tài, mình phải được dành phần hơn mới phải. Anh chồng lắng nghe vợ nói, gật gù đồng tình. Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé. Vợ chồng anh chị tính dành phần hơn hả? Đừng có hòng. Thử hỏi cô chú làm được cái gì cho nhà này mà đòi chia chác hả? Tôi sẽ bảo cha không chia cho nhà cô một xu nào hết. Chị tính ăn hết cả đấy à? Đã thế hôm nay tôi phải dạy cho chị biết phải trái. Này, các người định làm loạn ở đây đấy hả? Mấy đứa có thôi ngay đi không thì bảo. Mấy người con cứ cãi mãi và đánh lộn, không hay người cha già đã đứng cửa từ khi nào. Thấy các con trở nên tham lam, ích kỷ như vậy, ông không khỏi đau đớn trong lòng. Cha có sao không cha? Cha không sao, các con hãy vào trong nhà. Cha có chuyện muốn nói. Trong số các con, nếu ai bẻ được bó đũa này, ta sẽ thưởng cho người đó túi tiền vàng này. Người anh cầm bó đũa lên trước tiên. Anh đã cố gắng dùng hết sức để bẻ, nhưng bó đũa không hề suy chuyển. Mình đưa tôi xem nào. Vợ người anh hì hục vặn sang trái rồi sang phải, nhưng rốt cục cũng chẳng thể nào bẻ được. Con chịu thua, không thể nào bẻ được. Túi tiền kiểu gì cũng về phần vợ chồng thôi, anh chị hãy chống mắt lên mà xem. Sao bó đũa này lại cứng vậy chứ? Mình thử bẻ xem, có khi lại được. Vậy nhưng cũng giống như những người trước, chồng người em không tài nào bẻ gãy được bó đũa. Khó lắm mình à, tôi không thể nào bẻ được. Vậy là bốn người các con, không ai bẻ được bó đũa này. Lúc này người cha mới thong thả rút một chiếc đũa từ trong bó ra. Ông cầm lên, bẻ một cách dễ dàng. Nếu bẻ từng cái một thế này thì con cũng làm được. Đúng vậy, như các con đã thấy, chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh.
Nếu các con biết thương yêu, đoàn kết và đùm bọc lấy nhau như bó đũa này, thì không một sức mạnh nào bẻ gãy các con được. Bốn người con lúc này mới ngộ ra bài học cha dạy qua câu chuyện bó đũa. Họ cảm thấy xấu hổ vì đã có những hành động không phải, khiến người cha phải buồn lòng. Các cụ đã có câu: anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần. Cha rồi cũng chẳng mấy mà về với ông bà tổ tiên. Các con phải biết hòa thuận, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Có vậy cha mới yên lòng mà nhắm mắt được. Thưa cha, chúng con đã hiểu lời cha dặn. Từ nay chúng con hứa sẽ luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. Sau đó ít lâu, người cha mất đi. Bốn người con vâng lời cha dạy. Họ rất đoàn kết và thương mến lẫn nhau. Không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích. Sau khi các em xem xong câu chuyện về bó đũa, cô có một số câu hỏi dành cho các em. Câu hỏi thứ nhất, người cha đã đưa ra thử thách gì để răn dạy các con? Gợi ý trả lời của cô: người cha đưa ra thử thách là ai bẻ được cả bó đũa sẽ được thưởng túi tiền. Câu hỏi số 2, tại sao cả bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa? Gợi ý trả lời: vì họ bẻ cả bó đũa rất chắc và cứng, chứ không bẻ rời từng chiếc. Vậy thì qua câu chuyện trên, khuyên em điều gì? Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Các em thử làm một ví dụ. Các em thử lấy một chiếc đũa và bẻ, rồi lấy 10 chiếc đũa bó lại thật chặt rồi bẻ xem sao. Em hãy giải thích vì sao bẻ một chiếc đũa thì được, còn bẻ một bó đũa thì rất khó. Và sau đây là gợi ý đáp án của cô. Chúng ta thấy rõ là đoàn kết thì sẽ tạo nên sức mạnh, giống như một bó đũa. Nếu như chúng ta tách rời từng chiếc ra để bẻ thì rất dễ dàng, nhưng khi để cả bó thì không thể nào bẻ được. Câu chuyện bó đũa khuyên chúng ta một điều, đó là anh em trong một nhà thì phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Vậy thì đoàn kết là gì? Đoàn kết có nghĩa là hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để cùng nhau làm một việc nào đó. Tương trợ là gì? Tương trợ hay còn gọi là hỗ trợ, là trợ giúp, là thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ. Ở đây giúp đỡ có thể là giúp đỡ về sức lực hoặc là tiền của. Cô và các em sẽ cùng nhau bước vào bài học của tuần 7, tích hợp bài 5 và bài 7, đoàn kết tương trợ, ở phần 1 La Mã truyện đọc. Ở phần này các em sẽ tự đọc sách giáo khoa. Chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, thế nào là đoàn kết tương trợ? Là sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Chúng ta cùng quan sát một số hình ảnh. Chúng ta thấy rõ rằng là dân tộc chúng ta nhờ có đoàn kết mà trong các khu căn cứ, cán bộ, chiến sĩ, họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Nếu không có đoàn kết thì không bao giờ có được sự yêu thương, đùm bọc của đồng bào. Nếu không có đoàn kết thì không có chuyện toàn dân đánh giặc. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi nhà dân là một pháo đài trong cuộc chinh chiến đánh Mỹ. Và khi đất nước hòa bình thì tinh thần đoàn kết giúp toàn đảng, toàn dân chiến thắng đại dịch Covid-19. Và hình ảnh kế tiếp là hình ảnh đôi bạn cùng tiến. Việc tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau trong việc học, đó là hình ảnh các bạn có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau giảng bài, cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau cả trong học tập lẫn trong cuộc sống hàng ngày.
Vậy thì ngược lại với đoàn kết tương trợ là gì và hậu quả của nó? Đối lập với đoàn kết tương trợ là chia rẽ, là ích kỷ. Chúng ta thấy một bên là đoàn kết, nếu không đoàn kết thì là chia rẽ. Một bên là tương trợ, nếu không tương trợ tức là ích kỷ. Vậy thì hậu quả của nó là gì? Nếu như chúng ta đoàn kết thì sẽ sống và chia rẽ là chết. Đó là hậu quả của nó. Nếu như chúng ta không biết chung lòng, chung sức và không biết giúp đỡ nhau trong mọi việc. Vậy thì biểu hiện của tính đoàn kết tương trợ là gì? Chúng ta thấy có thể là giúp nhau trong việc học tập, hoặc là quyên góp ủng hộ người nghèo, hoặc là giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn. Ví dụ như trong đại dịch vừa rồi, chúng ta thấy là rất là nhiều người dân gặp những hoàn cảnh khó khăn, và cũng rất là nhiều bếp ăn, rất là nhiều mạnh thường quân đã có những cái bữa ăn hoặc là những cái túi ăn xin để giúp đỡ những người dân khó khăn. Vậy thì những biểu hiện nào trái với đoàn kết tương trợ? Ví dụ như bè phái, cãi nhau, gây nhau, đánh nhau với người khác, hay là trong lớp học, hoặc là sự thờ ơ mặc kệ trước sự khó khăn của người khác, hoặc là chia bè phái trong lớp, hoặc là cười đùa trước nỗi đau của người khác, coi thường người khác, vân vân. Đó là những biểu hiện của trái với đoàn kết tương trợ. Smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Khi chúng ta xem xong phần clip, chúng ta thấy rõ ràng là ở đây nếu như các con vật mà sống riêng lẻ một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta thấy ở đây ví dụ như là chú kiến nè, hay là con đom đóm nè, hay là một chú còng biển nè, khi mà di chuyển một mình, sống riêng lẻ một mình thì cái việc gặp nguy hiểm hay là khó khăn trong cuộc sống luôn luôn rình rập và xảy ra, đúng không? Và gợi ý đáp án của cô ở đây ví dụ như là chúng ta thấy rõ ràng ở đây là loài kiến nhỏ, tuy nhỏ bé nhưng mà nó đã biết đoàn kết lại để có được một sức mạnh lớn lao để có thể vượt qua sự nguy hiểm. Vậy thì chúng ta cần phải rút ra bài học thì chúng ta phải giống như loài kiến, đó là dù nhỏ bé nhưng biết đoàn kết để có một sức mạnh to lớn. Cái sức mạnh đó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Vậy thì cái bài học rút ra sau khi chúng ta xem được clip này, đó là chúng ta phải biết sống đoàn kết, tương trợ. Và việc đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý. Vậy thì vì sao chúng ta cần phải đoàn kết, tương trợ? Bởi vì khi chúng ta đoàn kết tương trợ lẫn nhau sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và dễ dàng được mọi người yêu quý. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai nhỏ của hai La Mã nội dung bài học. Hai nhỏ, ý nghĩa của đoàn kết tương trợ. Sống đoàn kết tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập,
hợp tác với mọi người xung quanh, được mọi người yêu quý, tạo nên sức mạnh để vượt qua được khó khăn. Đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ca dao, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Danh ngôn, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Vậy thì cần phải đoàn kết tương trợ như thế nào? Tinh thần đoàn kết, tập thể, hợp quần, tạo nên được sức mạnh đoàn kết nhất trí sẽ đảm bảo được mọi thắng lợi, thành công. Em hãy giải thích câu tục ngữ: ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Dân ta có một chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng minh, đồng lòng. Các em hãy giải thích câu tục ngữ trên. Và sau đây là gợi ý đáp án của cô: ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, nghĩa là nói về tinh thần đoàn kết. Dân ta có một chữ tình, đồng sức, đồng minh, đồng lòng cũng có nghĩa là nói về tính đoàn kết, tương trợ. Em hãy tìm một số câu ca dao tục ngữ nói về tính đoàn kết, tương trợ. Ở đây cô có một số câu, ví dụ như góp gió thành bão, hợp quần gây sức mạnh, một con ngựa đao cả tàu bỏ cỏ, hoặc là câu chung lưng đấu cật, hoặc là ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức. Vậy thì chúng ta biết đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Và trong quá trình dựng nước, giữ nước, nhân dân ta đã thực hiện tốt bài học đoàn kết, nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, giúp nhân dân ta giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được ông cha ta lưu truyền lại qua lời dạy của câu ca dao: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời. Bác đã khẳng định rõ: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Cô cho các em một số hành vi dưới đây. Các em có thể nói cô nghe hành vi nào thể hiện sự đoàn kết, tương trợ. Câu A: chép bài cho bạn khi bạn ốm. Câu B: làm bài tập giùm bạn. Câu C: bên vực bản thân khi bạn có khuyết điểm. Câu D: cho bạn chép bài để bạn cùng được điểm cao như mình. Câu E: giảng bài tập cho bạn, tức là bài tập khó giảng ở nhà cho bạn. Câu G: bảo vệ ý kiến đúng của bạn. Câu H: đánh lại người khác khi đã đánh bạn mình. Vậy thì trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện sự đoàn kết? Và sau đây là gợi ý đáp án của cô. Cô chọn đáp án A là chép bài cho bạn khi bạn ốm, nó thể hiện sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Câu E là giảng bài tập khó cho bạn ở nhà. Câu G là bảo vệ ý kiến đúng cho bạn. Đó là những câu thể hiện sự đoàn kết tương trợ. Chúng ta sẽ bước vào phần vận dụng. Câu hỏi của cô là: em hãy nêu tính đoàn kết tương trợ trong học tập và trong cuộc sống. Học sinh chúng ta thì cần đoàn kết tương trợ bằng cách nào? Gợi ý trả lời của cô: trong học tập và trong cuộc sống, học sinh cần phải đoàn kết tương trợ bằng cách bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập, hay là tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp. Trước những hoàn cảnh khó khăn của bạn bè thì chúng ta phải biết san sẻ, giúp đỡ, ủng hộ. Ví dụ như quyên góp tiền hay là giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn. Chúng ta phải biết chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không có kỳ thị người nghèo, v.v. Bạn có ước mơ, bạn chắc chắn sẽ làm được. Bạn sẽ tạo được những phép màu. Bạn có thể tung bay thỏa sức. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng bạn phải có đồng đội. Sẽ có lúc bạn thất bại hay vấp ngã. Bạn cần sự nâng đỡ, chỉ dẫn và khích lệ. Bạn có thể tìm được tất cả ở đội nhóm. Người thông minh hiểu được sức mạnh và tầm quan trọng của đồng đội. Tôi không nói làm một mình là không tốt. Bản thân chúng ta đứng riêng lẻ cũng là một sức mạnh. Nhưng khi làm cùng nhau, sức mạnh đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bạn sẽ làm thay tôi những gì tôi thiếu sót. Tôi sẽ làm tốt những gì bạn chưa giỏi.
Một bản nhạc hay cần được chơi bởi một dàn nhạc, không phải một nhạc cụ. Một con chuột thì không, nhưng một đàn chuột thì có thể biến một con mèo thành món thịt xay. Bạn có thể đạt đến mức tiềm năng cao nhất của mình nếu sức mạnh đội nhóm được phát triển ở mức tối đa. Chỉ cần cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Thành công của chúng ta sẽ vĩ đại hơn bất kỳ cá nhân nào có thể đạt được. Hãy nhìn những người thành công nổi tiếng trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại gắn với tên tuổi của họ luôn đi cùng một đội ngũ hùng mạnh, xuất sắc. Steve Jobs không thể nào một mình hoàn thiện iPhone. Jeff Bezos không thể nào một mình tạo ra Amazon. Sir Richard Branson không thể nào một mình gây dựng đế chế Virgin. Đội nhóm không chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, mà mỗi cá nhân phải cam kết nỗ lực vì mục tiêu chung. Sự khác biệt của cá nhân tạo nên sức mạnh của đội nhóm. Và sức mạnh tổng thể của đội nhóm cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh của cá nhân. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Vậy thì, đoàn kết là đức tính cao đẹp. Biết sống đoàn kết tương trợ, giúp ta vượt qua mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Và đây là truyền thống quý báu của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta cần phải rèn luyện mình, biết sống đoàn kết tương trợ, phê phán sự chia rẽ. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Ở slide này chúng ta sẽ ghi tựa bài là tuần 7 chủ đề sống yêu thương cùng đoàn kết tương trợ, tích hợp bài 5 yêu thương con người và bài 7 đoàn kết tương trợ tiết thứ 2. Một là mã truyện đọc, hai là mã nội dung bài học. Các em ghi hết cho cô phần 1 nhỏ và 2 nhỏ.
dặn dò về nhà các em học bài, học cho cô phần nội dung bài học và chuẩn bị cho tiết thứ 3 của tuần sau, đó là tiết luyện tập. Và chúng ta sẽ làm bài tập của cả bài 5 và bài 7. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.